Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng ở Forex vào mỗi cuối tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Tuần vừa rồi thì thị trường biến động không quá mạnh và về cơ bản thì hành động giá của chúng ta chưa có thay đổi gì nhiều. Trong clip phân tích cuối tuần, Thúy sẽ cập nhật lại những cái hành động giá quan trọng trong tuần vừa rồi và lên chiến lược giao dịch cho tuần tiếp theo. Tuần tới chúng ta không có nhiều tin tức, chủ yếu là các tin trung bình và tin yếu. Còn tin mạnh thì sẽ tập trung đa phần là vào cuối tuần và có tin mà mạnh nhất trong tuần tới đó là tin bảng lương phi nông nghiệp. Ngoài ra thì còn một vài tin liên quan đến lạm phát, việc làm và GDP thì các bạn chú ý nhé. Rồi bây giờ chúng ta đi vào phân tích thị trường cho tuần tới. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới hàng đầu Việt Nam XM Global, link đăng ký phía dưới phần miêu tả. $100,000 đã sẵn sàng để dành tặng cho 200 trader tham gia đấu trường giao dịch Mega XM chỉ với số vốn tối thiểu $100 để tranh đấu và lọt vào top 100 trader xuất sắc nhất được nhận giải thưởng tiền mặt từ XM. Chưa hết, khi thi đấu, bạn cũng sẽ tự động được tham gia rút thăm may mắn. 100 trader ngẫu nhiên với khối lượng giao dịch tối thiểu 10 lot sẽ nhận $100 cho mỗi người. Đấu trường diễn ra chỉ trong một tuần từ 26 tháng 9 đến 3 tháng 10. Một tuần để chiến thắng, 100 trader xuất sắc, 100 trader may mắn, $100,000 trao tay và 1 phút để đăng ký, tham gia ngay hôm nay. Như thường lệ, Thúy bắt đầu với chỉ số DXY. Ở đây các bạn có thể thấy được rằng là nguyên một tuần vừa rồi, DXY giằng co. Thực tế là 2 tuần nay luôn chứ không phải là tuần vừa rồi đâu. 2 tuần nay DXY giằng co. Khi mà giá tiếp cận lại cái vùng đáy trước đó thì các bạn thấy là giá gần như là không thực sự phá vỡ được cái vùng đáy trước đó. Mặc dù có nến đóng cửa nhưng mà chưa có nến nào hoạt động phía dưới đáy đó hoàn toàn. Cho nên có thể nói cái động lượng phá vỡ hiện tại đang rất là yếu. Nhưng mà đây cũng không phải là cái dấu hiệu đảo chiều, bởi vì là chúng ta thấy thị trường không có cái sự quay ngược trở lại và tạo cái tín hiệu tăng giá mạnh. Cho nên hiện tại thì đây mới chỉ được xác định đó là cái tín hiệu chứng lại của xu hướng thôi. Và cái tín hiệu này cũng rất có khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần tới nha. Bởi vì các bạn để ý, cái vùng đáy trước được xem như là một vùng hỗ trợ. Và khi mà chúng ta thấy cái kiểu hành động giá đó là nó hình thành một cái vùng gọi là tích lũy với cái biên độ càng ngày càng tăng dần á, quanh một cái vùng hỗ trợ kháng cự nào đó, thì thường là cái vùng đó có khả năng bị phá khá là cao. Và các bạn lưu ý à, cái cấu trúc chính hiện tại của DXY hiện tại vẫn đang là giảm giá và chiến lược chính của chúng ta thì vẫn là kênh bán thôi. Thì cái vùng kháng cự gần nhất đó là cái vùng đáy trước đó mà thị trường phá vỡ đây này. Nó là quanh vùng 102.15, cao hơn là vùng giằng co quanh vùng 102.50. Đó thì đây là hai vùng kháng cự mà chúng ta có thể cân nhắc chờ giá hồi để kênh bán. Chiến lược của DXY thì tạm thời chưa có gì thay đổi. Đó là chờ cho giá hồi về cái vùng kháng cự này rồi chúng ta tìm cơ hội bán xuống. Còn nếu như mà các bạn thấy giá giảm luôn, giá giảm luôn và giảm với động lượng mạnh ha, chẳng hạn như là giá giảm mạnh xuống luôn, thì lúc này cái vùng giằng co này của chúng ta quanh mức 100, 100.50, cũng là vùng đáy trước đó luôn, sẽ trở thành vùng kháng cự để chúng ta đánh bán ha, với điều kiện là giá tiếp tục giảm mạnh nhé. Còn hiện tại thì các bạn cứ theo dõi hành động giá xem thị trường sẽ hồi hay là thị trường sẽ tiếp diễn cái đợt giảm giá trước đó. Chúng ta phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ. Đầu tiên là S&P 500. S&P 500 thì có tăng nhưng mà đà tăng rất là yếu ha. So với những cái đợt tăng giá trước đây thì cái đà tăng của S&P 500 trong cái tuần vừa rồi rất là yếu. Các bạn nhìn vào hành động giá này có thể thấy ha. Đây, thị trường tạo những cái cây nến. Mặc dù là những cây nến này nó đều phá vỡ cái vùng đỉnh trước này. Đó, phá vỡ cái vùng đỉnh trước. Nhưng mà đó không phải là nến động lượng. Tức là không có những cái cây nến có thân nến lớn, đuôi nến nhỏ. Và cái độ lớn của cây nến cũng phải khá là lớn. Tức là chúng ta nhìn vào có thể thấy được đó là một cái nến tăng mạnh. Ở cái giai đoạn này thì các bạn thấy rằng là đa phần các cây nến được hình thành đều là cây nến có thân nến rất là nhỏ và đuôi nến lại rất là dài. Độ lớn cây nến thì không có lớn lắm, tức là nó khá nhỏ. Mặc dù là nó tạo cho chúng ta một cái đợt tăng giá, nhưng mà đa phần các cây nến này đều có biến động rất là ít và thân nến rất là nhỏ, cho thấy rằng là động lượng trong cái giai đoạn này không hề mạnh.
thì đây là cái dấu hiệu chứng lại của một xu hướng tăng giá, của một đợt tăng giá. Và cái dấu hiệu này có thể cho thấy rằng là S&P 500 trong tương lai có khả năng sẽ tạo ra một cái đợt điều chỉnh. Và tất nhiên là chúng ta sẽ không có kênh bán đảo chiều ở cái thời điểm này. Bởi vì thực ra xu hướng này, các bạn nhìn xu hướng trên khung này, nó đang trong một xu hướng tăng khá là tốt ha. Cho nên là chúng ta sẽ chờ hồi kênh mua, chứ không nên kênh bán. Vậy thì cái vùng hỗ trợ đầu tiên mà các bạn có thể cân nhắc để mà kênh mua ở đây, đó là cái vùng đáy trước đó này, cũng là cái vùng cầu gần nhất luôn, nó là quanh vùng 5500. Vùng thứ hai là cái vùng đỉnh mà thị trường phá vỡ đây này, nó là quanh vùng 5620, 5640. Tuy nhiên á, thì cái vùng, nếu như mà các bạn giao dịch ở vùng đỉnh này, thì nó có một cái bất lợi, đó là nó sẽ không có cung cấp cho chúng ta được cái lợi thế tốt. Nếu như mà giao dịch ở vùng dưới thì chắc chắn là sẽ có lợi thế hơn rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là giá có về được cái vùng này hay không thì cũng khó nói ha. Cho nên là chúng ta buộc phải chờ hành động giá thôi, xem thị trường phản ứng ở vùng nào và tạo được tín hiệu ở vùng nào rồi chúng ta quyết ha. Nhưng mà trước mắt thì có hai cái vùng kháng cự đó, đó là quanh vùng 5635, 5640, và vùng thấp hơn đó là vùng cầu này quanh vùng 5500. Nói chung là chiến lược giao dịch của S&P 500 tạm thời chưa có gì thay đổi ha. Tiếp theo là Dow Jones. Dow Jones thì các bạn thấy cũng vậy. Xu hướng thì vẫn đang là tăng giá, và vùng hỗ trợ gần nhất của chúng ta vẫn đang ở vùng 41 ha. Ở đây là vùng giằng co và cũng là vùng cầu gần nhất luôn. Thì nếu mà giao dịch thì Thùy kiến nghị mọi người có thể cân nhắc vùng này. Chiến lược giao dịch của Dow Jones cũng không thay đổi. Các bạn nhìn hành động giá của Dow Jones trong tuần vừa rồi, các bạn sẽ thấy này. Đầu tiên là các bạn thấy là thị trường không tăng mạnh ha. Động lượng rất là yếu, động lượng tăng yếu. Đó là do hình thành những cái cây nến có đuôi nến dài, độ lớn cây nến thì nhỏ, và không có những cái đợt tăng giá liên tiếp. Trong hành động giá thì những cái kiểu hành động giá như vậy, chúng ta gọi nó là những cái đợt tăng giá hoặc là giảm giá có động lượng yếu. Và thêm một cái nữa, đó là cây nến cuối tuần này, nó là một cây nến bin bar giảm giá. Cây nến này là chúng ta còn gọi nó là nến shooting star. Thì nến này nó nằm ở cuối xu hướng tăng. Và các bạn thấy rằng là mặc dù cây nến này là thân nến tăng giá, nhưng mà đuôi nến của nó khá là dài. Chúng ta không có kênh bán với cây nến này ha. Bởi vì đang trong cái cấu trúc tăng giá là một, động lượng tốt là hai. Cái thứ ba đó là cây nến này không phải là thân nến giảm nữa. Cho nên là chúng ta sử dụng cây nến này để phân tích thị trường thì tốt hơn. Ở đây thì các bạn thấy là khi mà có cây nến này xuất hiện thì có khả năng thị trường sẽ có một cái đợt điều chỉnh. Có đảo chiều được hay không còn khó nói, nhưng mà khả năng cao sẽ có một đợt điều chỉnh. Vậy thì ở đây này, qua tuần chúng ta kỳ vọng là Dow Jones sẽ hình thành được một cái đợt điều chỉnh giảm giá, thì có thể kỳ vọng nó về lại được cái vùng hỗ trợ bên dưới này, rồi chúng ta tìm cơ hội mua lên. Tuy nhiên thì cũng không có ngoại trừ cái trường hợp là thị trường không có xảy ra cái điều này, đó là thị trường tiếp tục tăng giá vẫn rất là cao ha. Bởi vì các bạn để ý này, ở đây cũng có một cái tín hiệu hành động giá nữa, đó là cây nến giảm này. Cây nến giảm này mạnh và nó bao trùm được toàn bộ cây nến trước đó. Ở đây thì chúng ta có hai cây nến tăng trước đó bị cây nến này bao trùm. Thì mô hình này chúng ta có thể gọi nó là mô hình outside, và cũng có thể gọi là mô hình nhận chìm. Tuy nhiên thì outside thì đúng hơn ha. Nhưng mà các bạn thấy rằng là cây nến tiếp theo không có xác nhận là thị trường giảm giá. Cây nến tiếp theo là một cây nến inside 3, và sau đó là hình thành một cây nến bin 3 phá vỡ giá cao nhất của cái nến inside 3, thậm chí luôn phá vỡ luôn cái nến nhận chìm này. Đây là một dấu hiệu cho thấy thị trường cũng có khả năng tăng giá chứ không có phải là giảm giá. Nếu như mà cây nến bin 3 này nó mà đóng cửa vào bên trong cái vùng của cây nến mẹ này và cây nến nhận chìm này, thì nó có thể trở thành mô hình nến fakey. Và khi đó thì cái khả năng mà thị trường đảo chiều sẽ cao hơn. Cho nên có thể nói quanh cái vùng giá này tín hiệu cũng khá là mâu thuẫn nhau. Cho nên chúng ta cứ quan sát thôi. Và các bạn đừng có kênh bán nhé. Đừng có kênh bán ở quanh cái vùng đỉnh này ha. Nó không phải là tín hiệu tốt đâu. Chúng ta tốt nhất vẫn là nên chờ hồi về vùng hỗ trợ rồi kênh mua lên là tốt hơn ha. Tiếp theo chúng ta phân tích qua vàng và dầu. Vàng hiện tại thì tiếp tục tăng giá, động lượng tăng thì cũng khá là ổn ha. Các bạn thấy có thể thấy được rằng là tuần vừa rồi vàng tiếp tục tăng giá và duy trì cái xu hướng tăng. Ở đây thì nếu như mà cái vùng hỗ trợ mà kênh mua gần nhất đó là cái vùng cầu này này các bạn, quanh vùng 2580 thì có thể kênh mua được. Nhưng mà lợi thế không cao,
Trên khung ngày thì vùng này không phải là lợi thế tốt. Tuy nhiên thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là khi mà giá tìm về cái vùng hỗ trợ này thì chúng ta có thể quay về khung thời gian thấp hơn như là H4, H1 tìm tín hiệu mua lên. Còn một vùng hỗ trợ khác nó rõ ràng hơn, đó là cái giai đoạn giá đi ngang trước đó có rất là nhiều vùng giằng co ở đây. Đồng thời đây cũng là cái vùng cầu luôn, nó là quanh mức 2500-2530. Thì vùng hỗ trợ này nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái lợi thế tốt hơn ha. Tuy nhiên thì giá có về được cái vùng này hay không lại rất là khó nói. Ở đây thì các bạn có thể về khung thời gian H4 ha, để mà chúng ta nương theo cái xu hướng trên khung thời gian H4 và canh mua được. Để các bạn nhìn ha, đây là xu hướng tăng trên khung thời gian H4 và đáy này sẽ là đáy quan trọng trong cái xu hướng tăng hiện tại của khung thời gian này. Vậy thì trên khung thời gian này các bạn có thể thấy được là chúng ta có hai cái vùng hỗ trợ có thể canh mua được. Thứ nhất đó là vùng giằng co này. Thật ra vùng giằng co này nó kéo dài xuống đến tận đây luôn ha. Nhưng mà thôi thì lấy cái vùng mà gọi là nó tập trung nhiều cây nến giằng co nhất, nó là quanh mức 2630. Nó thì qua tuần các bạn có thể cân nhắc chờ cho giá hồi về được vùng này rồi tìm tín hiệu hành động giá và mua lên ha. Còn một vùng thấp hơn nữa, vùng này có nói trên khung ngày rồi, đó là vùng cầu trên khung ngày, và nó đồng thời là cái vùng đáy gần nhất trên khung thời gian H4. Và vùng này cũng tập trung rất là nhiều vùng giằng co luôn. Các bạn để ý ha, đây là một vùng giằng co này, hai vùng giằng co lớn luôn ha. Và vùng giằng co thứ ba là quanh cái vùng đỉnh trước này. Đây đồng thời cũng là vùng hợp lưu với đường xu hướng tăng giá. Ở vùng trên này cũng là vùng hợp lưu với đường xu hướng tăng. Vậy thì qua tuần các bạn có thể chờ cho giá tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ này rồi tìm cơ hội canh mua lên. Nói chung đối với vàng thì nó tạo cái giá cao nhất mọi thời đại rồi, cho nên nếu như mà canh bán đảo chiều thì khá là rủi ro. Cho nên kiến nghị mọi người là chờ hồi canh mua lên theo xu hướng sẽ tốt hơn. Và đây là hai cái vùng hỗ trợ mà Thúy kiến nghị. Các bạn nếu như có thể nhìn thấy ra được những cái vùng hỗ trợ nào tiềm năng hơn thì có thể để lại comment ha, chúng ta cùng nhau xem xét. Bởi vì bản thân Thúy nhiều khi phân tích thì cũng chưa chắc đã có thể phân tích được thị trường một cách chi tiết. Cho nên nếu như mà anh em nào thấy là có những cái tín hiệu hoặc là những cái vùng giá nào tiềm năng để giao dịch ấy, thì các bạn có thể để lại comment ha, để Thúy có thể lưu ý vào những clip phân tích tiếp theo. Rồi thì đây là chiến lược giao dịch vàng. Đối với vàng thì chiến lược nó sẽ ngắn hạn hơn một xíu, là chúng ta sẽ quay về khung thời gian H4 để chúng ta tìm cái tín hiệu giao dịch nhé. Tiếp theo chúng ta phân tích qua dầu. Ở đây dầu có thể nói là nó đi khá là đúng với lại phân tích ha. Nó tiếp cận đến cái vùng đáy trước đó, cũng là cái vùng cung gần nhất, và quay đầu giảm giá rất là mạnh. Ở đây các bạn có thể thấy được là chúng ta có một cái thiết lập là vùng sức ép bán đây, với ba cây nến có đuôi nến trên khá là rõ ha. Vùng chồng lấn của ba cây nến này chính là vùng sức ép bán. Những anh em nào mà chưa có nắm được những cái mô hình nến á, thì các bạn có thể tham khảo thêm cuốn Naked Forex để chúng ta nắm được những cái mô hình nến để chúng ta giao dịch. Ngoài ra còn có những cái mô hình nến đặc biệt khác. Thì trên diễn đàn Trader Việt cũng như là kênh YouTube của Trader Việt thì có chia sẻ rất là nhiều, các bạn có thể tìm đọc ha. Rồi ở đây thì dầu các bạn để ý ha, chúng ta có một cái vùng hỗ trợ đây, là vùng đáy trên khung tuần. Đây sẽ là cái vùng mà cái khả năng mà thị trường tìm đến rất là cao. Cho nên khi mà chúng ta canh bán, chúng ta sẽ view chốt lời quanh cái vùng này. Ở đây thì nến, mô hình nến là vùng sức ép bán. Chúng ta có thể canh bán với cái nến này, đặt dừng lỗ bên trên cái nến này thôi, và chốt lời có thể đặt ở bên dưới này. Đối với giao dịch bán này, nó có thể có lợi nhuận, nó có thể có tỷ lệ risk reward rơi vào khoảng tầm 2.3, cũng khá là được ha. Tuy nhiên nếu như mà anh em nào mà muốn giao dịch ở khung thời gian thấp hơn á, để mà chúng ta có thể tìm được những cái điểm vào lệnh nó gọi là lợi thế hơn và cung cấp cho chúng ta cái mức lợi nhuận tiềm năng hơn, thì các bạn có thể về khung thời gian H4 xem là xu hướng trên khung thời gian H4 có sự thay đổi hay chưa. Và như ở đây thì các bạn có thể thấy này, cái đáy quan trọng trên khung thời gian H4 thực ra là đáy này ha, đã bị phá vỡ rồi. Với tín hiệu thay đổi xu hướng này thì chúng ta có thể canh bán được ha. Thì các bạn lưu ý này, cái vùng đáy trước đó quanh mức 69.50 là cái vùng mà chúng ta có thể giao dịch được ha, là chúng ta có thể tìm cơ hội chúng ta canh bán được. Vùng cao hơn là vùng giằng co trên này này các bạn, nó cũng là cái vùng cung gần nhất luôn, nó là quanh vùng 71 đó, thì các bạn cũng có thể chờ cho giá hồi về một trong hai vùng này
rồi sau đó chúng ta tìm tín hiệu để chúng ta canh bán. Đây đầu tiên là cái vùng cung gần nhất đây. Vùng thứ hai đó là cái vùng cung này, cũng là vùng giằng co luôn. Các bạn sẽ chơi cho giá hồi về một trong hai vùng này rồi canh bán nhé. Tiếp theo chúng ta phân tích qua các cặp tiền tệ. Đầu tiên là EURUSD. EURUSD các bạn thấy này, tuần vừa rồi thị trường giằng co nhau, các cái nến chồng lấn qua lại với nhau và nó không hề tạo ra được cho chúng ta cái xu hướng rõ ràng. Tuy nhiên thì có một điều là cái vùng đỉnh này đã bị thị trường quét qua nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều. Và các bạn để ý nhé, như lúc nãy thì có nói rồi, đó là khi mà thị trường tiếp cận đến cái một vùng kháng cự hoặc là một vùng hỗ trợ mà thị trường lại hình thành những cái cây nến gọi là chồng lấn lên nhau với biên độ càng ngày càng hẹp, thì cái tín hiệu đó trong hành động giá chúng ta gọi nó là build up hay còn gọi là tích lũy tăng dần. Những cái tín hiệu này mà xuất hiện tại vùng hỗ trợ và kháng cự thì cái khả năng mà thị trường phá vỡ cái vùng kháng cự đó rất là cao. Ở đây chúng ta có một cái vùng đỉnh trên không thời gian tuần ha. Thì cái khả năng mà thị trường tiếp cận đến cái vùng đỉnh này khá là cao. Cho nên là ở đây Thúy mạnh dạn dự đoán là khả năng mà EURUSD phá vỡ đỉnh sẽ cao hơn là thị trường có khả năng đảo chiều. Tất nhiên cũng không có loại trừ cái khả năng mà thị trường đảo chiều khỏi vùng đỉnh này. Nhưng mà điều quan trọng, nếu như mà nó có tín hiệu đảo chiều thì mình sẽ giao dịch theo kiểu đảo chiều. Còn nếu như mà nó phá vỡ thì chúng ta sẽ giao dịch theo kiểu phá vỡ. Vậy thì ở đây, qua tuần đối với lại EURUSD, trước mắt chúng ta phải theo dõi cái vùng đỉnh này, xem thị trường có phá vỡ được nó hay không. Nếu mà phá vỡ được thì khi đó chúng ta sẽ tìm cơ hội chúng ta mua lên. Bởi vì khi mà vùng đỉnh này bị phá vỡ thì các bạn để ý này, là xu hướng trên khung thời gian ngày nó sẽ được tiếp diễn ha. Đó, đây cái vùng đỉnh này này bị phá vỡ thì chúng ta sẽ có cấu trúc là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Khi đó chúng ta tiếp tục canh mua và cái vùng hỗ trợ để canh mua có thể sẽ phải thay đổi. Đó. Còn hiện tại thì tốt nhất là tạm thời đừng có nên canh bán à. Giá đã tiếp cận đến cái vùng đỉnh này rồi nhưng mà vẫn chưa có cái dấu hiệu đảo chiều, cho nên là chúng ta không có canh bán được mà phải theo dõi thôi. Tiếp theo là cặp bảng Anh USD. Bảng Anh USD các bạn để ý này, gần tiếp cận đến cái vùng kháng cự quan trọng trên khung thời gian tuần rồi. Và lưu ý thêm một điều là cái xu hướng hiện tại trên khung thời gian ngày vẫn là xu hướng tăng giá. Thì thị trường trước đó đã tiếp cận đến cái vùng đỉnh trước này, sau đó đảo chiều nhưng mà không có tạo ra được cái tín hiệu mua nào cho chúng ta cả. Để lên khung tuần cho các bạn nhìn thấy được cái vùng kháng cự. Đây là vùng giằng co này, gồm có 3 nến này. Và nó cũng là cái vùng cung gần nhất luôn. Thì các bạn thấy nó cũng là vùng đỉnh luôn ha. Đó, cho nên là bảng Anh và USD đang tiếp cận đến vùng này. Vậy thì qua tuần chứ không thời gian ngày, các bạn sẽ theo dõi cái vùng kháng cự này, xem thị trường liệu có tạo ra cho chúng ta được cái tín hiệu đảo chiều giảm giá nào hay không. Tín hiệu đảo chiều giảm giá tốt nhất mà các bạn có thể theo dõi là về không thời gian H4 hoặc H1 á. Nếu mà thị trường tạo cho chúng ta được cái cấu trúc giảm giá, có thể là nó hình thành đáy thấp hơn là các bạn có thể canh bán được, hoặc là nó có thể hình thành nguyên một cái cấu trúc giảm giá là đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Ví dụ như là những cái cấu trúc giảm giá như vậy thì xuất hiện trên khung thời gian thấp như là H1 hoặc M15 là các bạn có thể canh bán được rồi ha. Và các bạn lưu ý này, cái vùng hỗ trợ gần nhất của cặp bảng Anh USD nó chính là cái vùng đỉnh trước đó mà thị trường phá vỡ đây này. Nó là quanh mức 1.3250 ha. Đó là vùng cầu đây luôn này. Đó, thì các bạn có thể chờ cho giá hồi về vùng này rồi chúng ta tìm cơ hội chúng ta mua lên được ngay vùng này. Nhưng mà qua tuần các bạn cần phải xem là cái động lượng mà thị trường tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ này là mạnh hay yếu. Nếu như mà nó tiếp cận mạnh á thì chứng tỏ rằng đó có thể cũng là một cái dấu hiệu cho thấy thị trường có khả năng đảo chiều, bởi vì đây là vùng kháng cự chứ không tuần mà. Còn nếu như mà động lượng giảm yếu thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm cái cơ hội mua lên ở vùng này. Tốt nhất là về không thời gian thấp tìm sự thay đổi xu hướng rồi mua lên. Còn một cái vùng hỗ trợ thấp hơn nữa, đó là vùng đáy này. Các bạn để ý à, vùng đáy này nó hợp lưu với cái vùng đỉnh trước. Nó là quanh mức 1.3, một cao hơn một xíu, 1.305. Nói chung là nó là quanh cái vùng đó. Thì các bạn có thể chờ cho giá hồi về tiếp cận đến cái vùng hỗ trợ bên dưới thấp hơn xíu rồi chúng ta tìm cơ hội mua lên, nếu như mà động lượng giảm yếu đi ha.
Còn nếu như mà giá giảm mạnh từ cái vùng kháng cự này là chúng ta không có trade được đâu ha. Lúc đó có khả năng thị trường sẽ đảo chiều từ cái vùng kháng cự này á. Nói chung là cái động lượng từ một cái vùng kháng cự hỗ trợ nó quyết định rất là nhiều đến cái chiến lược giao dịch của chúng ta. Tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. USD và Yên Nhật thì thị trường giảm mạnh vào cuối tuần. Và cái tín hiệu giảm này có thể sẽ khiến cho thị trường tiếp tục cái đà giảm trước đó. Tuy nhiên thì các bạn thấy là cái đợt giảm giá này, giá đi với động lượng rất là yếu và chúng ta khó có thể mà tìm cơ hội nào mà giao dịch trong cái vùng này được. Nói chung đây không phải là cái điều kiện, giai đoạn này này, không phải là điều kiện lý tưởng để chúng ta canh bán đâu. Và cái vùng kháng cự gần nhất, có thể nói là tiềm năng nhất đó là quanh vùng 151.50 á. Nó hợp lưu với khá nhiều yếu tố thì chúng ta có thể canh bán vùng này được. Nhưng mà có thể thấy được rằng là một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi thị trường chưa có tìm về được cái vùng này ha. Đối với lại USD và Yên Nhật thì qua tuần mọi người tiếp tục theo dõi hành động giá. Nếu như mà thị trường tiếp tục giảm thì chúng ta cứ theo dõi thôi. Chúng ta sẽ đợi xem là cái giai đoạn nào mà thị trường tạo được cái động lượng mạnh, cái động lượng giảm mạnh á, thì chúng ta sẽ canh canh cái vùng kháng cự gần nhất mà nó tạo được để chúng ta canh bán. Chẳng hạn như trong trường hợp này, nếu mà qua tuần các bạn thấy thị trường giảm mạnh xuống đi, thì cái vùng kháng cự là cái vùng giằng co này này, nó sẽ trở thành kháng cự để chúng ta chờ hồi, chúng ta canh bán. Tức là nó sẽ tạo ra được kháng cự mới cho chúng ta, thì khi đó chúng ta sẽ giao dịch ở kháng cự mới. Còn nếu như mà động lượng giảm vẫn yếu thì cái vùng kháng cự cũ của chúng ta vẫn là cái vùng tiềm năng để chúng ta canh bán ha. Cuối cùng là cặp USD và Franc Thụy Sĩ. Cặp này thì xu hướng tạm thời chưa có gì thay đổi. Nguyên tuần, mấy tuần vừa rồi luôn thì các bạn thấy là thị trường hình thành một cái vùng giá đi ngang. Đây giống như là mô hình hình chữ nhật vậy đó. Cho nên là đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy thị trường cũng có khả năng tiếp tục cái đợt giảm giá trước đó khá là cao. Tuy nhiên thì nếu như mà thị trường qua tuần mà không có phá vỡ được cái vùng này thì các bạn lưu ý giúp Thúy cái vùng kháng cự quanh vùng 0.8650, 0.87 vẫn là vùng kháng cự lý tưởng để chúng ta canh bán ha. Nó hợp lưu với đường xu hướng giảm là vùng giằng co, cũng là vùng cung gần nhất luôn. Chúng ta sẽ chờ cho giá hồi về vùng này rồi canh bán. Còn nếu như qua tuần giá giảm mạnh xuống ha, thì cái vùng kháng cự là cái vùng giá đi ngang này sẽ trở thành cái vùng kháng cự đẹp để chúng ta canh bán. Nói chung thì chiến lược hiện tại của USD và Franc Thụy Sĩ chưa có gì thay đổi hết. Chúng ta tiếp tục chờ giá hồi về vùng 0.8650 rồi tìm cơ hội canh bán ha. Đây là những cặp tiền mà chúng ta sẽ theo dõi và giao dịch trong tuần tới. Anh em mà có thắc mắc gì về nội dung của clip thì vui lòng để lại comment giúp Thúy ha. Các bạn đừng quên ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.